Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Word trên máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về cái cách các bạn gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính nhé, cho các bạn mới sử dụng một lần đầu. Đó. Thì trong thời gian vừa qua thì mình cũng có chia sẻ được một số video về cách sử dụng Word trên máy tính để các bạn soạn thảo, chỉnh sửa văn bản và các bạn phục vụ công việc nhé. Đó. Thì các bạn quan tâm có thể truy cập thêm cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm. Rồi thì video hôm nay cũng tương tự như các video trước, thì mình chia sẻ cho các bạn mới sử dụng Word trên máy tính, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết để các bạn sẽ theo dõi nhé. Thì để gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính thì cũng khá đơn giản các bạn nhé. Các bạn chỉ cần có hai cái ứng dụng phổ biến. Ứng dụng thứ nhất là cái ứng dụng UNIKEY đây các bạn này. Các bạn nhìn màn hình nhé. Ứng dụng có chữ là UIN, ở dưới có ghi là UNIKEY này. Đó, và cái ứng dụng tiếp theo là cái ứng dụng Word. Các bạn có cái thấy cái hình cuốn sách đang mở ra đây này, có chữ W kép này đây nhé. Đó, thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ mở ứng dụng UNIKEY lên để chúng ta cài đặt cái chế độ gõ tiếng Việt ở trên máy tính nhé, tức là gõ tiếng Việt có dấu đó. Các bạn kích nút chuột tải vào đây. Đó. Thì khi các bạn mở lên ấy, thì chúng ta sẽ có cái giao diện UNIKEY khá đơn giản thôi và rất là dễ dùng. Cái phần mềm này thì các bạn được sử dụng hoàn toàn miễn phí nhé. Đó, máy bạn nào mà chưa có thì các bạn lên mạng các bạn tải về. Và trong thời gian trước thì mình đã có chia sẻ các bạn về cái cách sử dụng cái phần mềm này rồi. Đó, các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm. Đó, ở đây chúng ta có hai cái mục là mục bảng mã này và cái phần kiểu gõ. Thì cái phần bảng mã này các bạn tích vào đây này, chúng ta chọn cái dòng đầu tiên là Unicode này. Đó, cái phần kiểu gõ các bạn cũng có tích vào đây, chúng ta chọn cái dòng đầu tiên là Telex. Đó, thì hai cái mục này các bạn cứ chọn dòng đầu tiên cả nhé. Và cái kiểu gõ Telex này thì khá là phổ biến và nhiều người dùng cũng dễ gõ, cho nên là theo mình là các bạn nên chọn cái kiểu gõ này thì nó dễ hơn. Và ngoài ra thì nó còn có cái kiểu gõ Verni này các bạn này. Kiểu gõ Verni này thì không thông dụng nhiều lắm. Đó, thì giờ chúng ta sử dụng cái kiểu gõ Telex này thì nhiều hơn. Tiếp theo các bạn kích vào đóng để chúng ta khởi động cái phần mềm này lên nhé, để chúng ta gõ con dấu ở trên máy tính nhé. Rồi thì để quá trình cài đặt hoàn tất ấy, thì các bạn có thể nhìn xuống cái góc dưới cùng bên phải này này. Các bạn tích vào cái dấu chữ V ngược ở đây, các bạn tích vào đây. Các bạn kiểm tra xem thử là ở đây là có biểu tượng chữ V chưa nhé. Đó, biểu tượng chữ V thì chúng ta sẽ gõ tiếng Việt, còn nếu mà đang ở chế độ chữ E thế này là gõ tiếng Anh. Thì các bạn gõ là nó sẽ không có dấu nha, gõ kiểu gì cũng không có dấu. Đó, thì lúc này các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đây này. Đó, thì chuyển thành chữ V và chúng ta gõ tiếng Việt được. Còn kích thêm lần nữa thì nó sẽ chuyển thành chữ E. Đó, chuyển qua lại giữa V và E thôi. Đó, cũng khá là đơn giản thôi. Đó, thì vừa rồi là có một số bạn có hỏi đến kênh của mình là sau khi đã khởi động phần mềm UNIKEY này lên rồi đấy, nhưng mà gõ vẫn không có dấu. Đấy, có thể là nguyên nhân ở dưới này nó còn ở chế độ chữ E các bạn này, là không có gõ được nha. Chúng ta chuyển thành chữ V. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở ứng dụng Word lên, các bạn cũng kích chuột trái vào đây, tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp vào, chúng ta mở lên. Rồi chúng ta kích vào cái ô giữa này, chúng ta phóng to lên. Ở đây là mình đang sử dụng cái giao diện Word 2016 các bạn này, phía trên này có màu xanh đậm khá đẹp này. Đó, phía dưới này là cái cửa sổ soạn thảo. Đó, cái vị trí con trỏ chuột đang nhấp nháy đây, nó thì chúng ta sẽ soạn thảo văn bản vào đây. Cái màu trắng hơi ám vàng cũng tương đối là thích mắt các bạn nhé. Ở trên này có các thanh menu này, chẳng hạn như là Home, Insert đấy, hoặc là Layout vân vân. Thì trong các cái mục, trong các thanh menu này thì nó sẽ có các cái thanh công cụ để các bạn sử dụng, các bạn chỉnh sửa văn bản nhé. Tức là sau khi các bạn gõ tiếng Việt xong rồi ấy, gõ một cái đoạn văn bản rồi thì các bạn chỉnh sửa lại cho nó đẹp và đáp ứng theo yêu cầu công việc, thì các bạn sẽ vào các cái thanh công cụ này các bạn lấy ở đây các bạn làm. Đó, thì trong các video trước thì mình đã chia sẻ các bạn về sử dụng các cái công cụ cơ bản ở trên Word 2016 đây nhé. Đó, chẳng hạn như trong cái menu Home, menu Insert, menu Layout có những cái chức năng gì, hoặc là Review. Đó, thì các bạn có thể truy cập thêm cái kênh của mình nha, các bạn tham khảo thêm. Chúng ta sẽ có 5 dấu, đó là dấu huyền này, là dấu sắc này, dấu ngã này, đó, dấu nặng này, dấu hỏi. Thì tương ứng với một cái dấu như thế này thì các bạn sẽ gõ một cái phím để chúng ta viết dấu nha. Đây mình sẽ lấy cái bàn phím ảo lên để chia sẻ các bạn cho dễ nhé. Đây các bạn này. Đây bàn phím ảo trên Win 10 nhé. Cái chức năng của bàn phím ảo này thì hoàn toàn tương tự bàn phím thật thôi. Các bạn gõ nó cũng giống như trên bàn phím thật. Rồi ở đây chúng ta gõ dấu huyền các bạn này. Gõ cái dấu huyền ấy, thì các bạn bấm vào phím F nhé. Phím này. Đó. Rồi dấu sắc thì các bạn sẽ bấm vào cái phím có chữ S nhé. Đây chữ S ở phím này. Rồi dấu ngã các bạn gõ vào phím X để viết dấu ngã. Dấu nặng thì chúng ta sẽ bấm vào phím J. Dấu hỏi thì các bạn sẽ viết dấu hỏi bằng cách là bấm vào phím có chữ R. Đó, các cái phím bấm này thì các bạn chỉ cần nhớ xong là chúng ta sẽ gõ văn bản được thôi. Rồi thì các cái dấu này thì các bạn chỉ cần gõ văn bản từ 4 đến 5 lần ha. Các cái đoạn văn bản thực hành thì các bạn sẽ nhớ được nhá, khá là dễ. Rồi thì trong khuôn khổ video hôm nay thì mình sẽ
chia sẻ các bạn về cái cách gọi một cái đoạn văn bản bằng tiếng Việt khá là ngắn thôi, để lấy làm ví dụ nhé, để các bạn hình dung về cái cách gọi tiếng Việt có dấu ở trên máy tính nhé. Đây mình lấy làm ví dụ thôi các bạn nhé. Miền Tây được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu quanh năm ấm áp, không giống miền Bắc, thời tiết cũng chẳng dữ dội với nắng gắt mưa rào như dải đất miền Trung. Mỗi thời điểm trong năm đến miền Tây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng tính mùa đặc biệt và rõ rệt hơn so với các vùng miền khác. Đó, như vậy chúng ta có một cái đoạn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ gõ trên Word luôn nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng cái bảng này và lấy cái bàn phím ảo để gõ cho các bạn luôn nhé. Đấy, gõ cho các bạn, gõ để cho nó dễ nhớ này. Để các bạn dễ theo dõi hơn này, gõ thế này luôn. Rồi cái câu đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ có cái dòng đó là miền Tây được thiên nhiên ưu đãi. Rồi. Miền đúng không? M này. Y. À, các bạn bấm vào phím E hai lần để lấy chữ E nhá. Rồi N, dấu huyền phím F. Đã cách ra. Rồi, các bạn viết xong một từ như vậy thì chúng ta sẽ bấm phím cách một lần này, cái phím dài nhất trên bàn phím của các bạn ấy, ở cái hàng phím dưới cùng nhá. Rồi, chúng ta bấm vào phím này một lần nhé, sau khi chúng ta viết xong một từ. Rồi, miền Tây. Các bạn để ý là đối với Word thì khi mà các bạn gõ thì họ sẽ Word sẽ tự động viết hoa chữ cái đầu tiên của câu nhé. Rồi, miền Tây là tên riêng, cho nên chúng ta cũng viết hoa chữ Tây. Thì các bạn bấm vào cùng với phím Shift nhé, Shift T này. Tức là chúng ta dùng hai ngón tay nhé, một ngón bấm vào phím Shift, một ngón bấm vào phím T để chúng ta viết chữ T viết hoa nhé. Rồi, phím bấm vào phím A hai lần để viết chữ ở này. Rồi, Y và cách ra. Được thiên nhiên ưu đãi, chúng ta ghi tiếp này, được giờ hai lần này, U O C, viết kép này lấy dấu ơ này, dấu nặng là phím G này, cách. Rồi thiên, T H I, phím E hai lần, N này, rồi cách. Nhiên, N H I, phím E hai lần để lấy chữ E này, N, chúng ta cách ra. Yêu đúng không, U U, chữ viết kép này dùng để viết chữ ơ các bạn này. Rồi chúng ta cách. Đại, các bạn bấm vào phím giờ hai lần để lấy chữ D nhá. Rồi A, I, dũng ngả là phím X này. Rồi với khí hậu quanh năm ấm áp. Với khí hậu quanh năm ấm áp, chúng ta có chữ cách ra. V, O, I, viết kép để lấy dấu ơ này. Số sắc là phím S này. Rồi cách khí này, K, H, I, số sắc phím S. Hậu, H, phím A hai lần. U, dũng nàng phím G. Rồi quanh, Q U A N H. Rồi ở đây mình kéo lên nhá, các bạn chỉ theo dõi hơn nha. Rồi chúng ta cách ra 5 N A M, viết kép để lấy dấu á này. Đó, như vậy các bạn ghép cả cái chữ cái lại để được cái từ như vậy. Đó, sau còn cái dấu thì chúng ta sẽ viết sau cùng. Và các bạn lưu ý là ở đây chúng ta sẽ có cái phím bấm đặc biệt này. Chẳng hạn chữ viết kép này là dùng để gõ dấu á này hoặc là viết chữ ơ nhá. Đó. Rồi các bạn bấm vào phím E hai lần thì chúng ta sẽ viết chữ E. Bấm vào phím O hai lần chúng ta viết được chữ O. Bấm vào phím A hai lần thì chúng ta sẽ được chữ Ở. Bấm vào phím G hai lần thì chúng ta sẽ viết được chữ D. Đó là một những cái phím bấm khá đặc biệt để chúng ta viết nha. Rồi quanh năm ấm áp không giống miền Bắc. Rồi quanh năm chúng ta cách ra ấm đúng không? Phím A hai lần này, M dấu sắc phím S này, áp là A B này, dấu sắc phím S này. Rồi không, K H, phím O hai lần này, N G này, cách. Giống, G Y, phím O hai lần, N G, dấu sắc phím S này. Không giống miền Bắc, M miền đúng không, M phím E hai lần, N dấu huyền phím F này. Rồi cách Bắc là B A C, viết kép để lấy dấu A, dấu sắc là phím S. Đó, đến đây các bạn phẩy các bạn này, không giống miền Bắc phẩy nhá. Rồi thời tiết cũng chẳng dữ dội với nắng gắt. Rồi chúng ta sẽ ghi tiếp dấu phẩy, đến đây các bạn sẽ bấm ở đây dấu phẩy thì đứng sau chữ M này. Và các bạn bấm lên một lần nhá, sau chữ phẩy sẽ là phím dấu chấm. Thì đây sau dấu phẩy này các bạn cứ bấm cách ra thôi. Rồi sau dấu phẩy hoặc là dấu chấm các bạn tiếp tục cách ra nha. Thời tiết cũng chẳng dữ dội. Rồi thời tiết lấy tiếp theo T H O I, viết kép để lấy dấu ơ này, dấu huyền phím F này. Rồi cách tiết T I, phím E hai lần, T số sắc phím S. Rồi cũng C U N G, dấu ngả là phím X này. Chẳng A G, viết kép để lấy dấu á, dấu hỏi là chữ R. Giữ G U, viết kép dấu ơ, dấu ngả phím X. Cách rồi G, phím O hai lần, Y dấu nặng phím G.
Rồi, dữ dội. Với nắng gắt, mưa rào như dải đất miền Trung. Chúng ta ghi tiếp nha. Rồi, với V-O-I, với kẹp để lấy dấu ơ, dấu sắc, chữ S. Cách, nắng, N-A-N-G, dấu á này. Với kẹp, dấu sắc, chữ S này. Gắt, G-A-T, với kẹp dấu á, dấu sắc, chữ S. Mưa rào, M-U-A, với kẹp dấu ơ này. Cách này. Rào, R-A-O, dấu huyền, chữ S. Và như các bạn thấy rằng là cái dấu phím cách này thì chúng ta dùng khá là nhiều. Cứ sau một từ thì chúng ta lại bấm phím cách một lần nhé. Rồi, mưa rào như dải đất miền Trung. Chúng ta sẽ ghi tiếp này. Như, N-H-U, với kép để lấy dấu ơ này. Rồi, dải, R-A-I, dấu hỏi, chữ R. Cách, đất, giờ hai lần. Và mình kéo lên nha. Phím A hai lần. T, dấu sắc, phím S này. Miền, M, I, phím E hai lần, N, dấu huyền, phím F, cách, trung, T, R, U, N, G. Đó, chữ trung này thì không có dấu, chúng ta viết bình thường nha. Rồi, đến đây chúng ta sẽ đánh dấu chấm đây các bạn này. Rồi, dấu chấm ở đây nha. Rồi, dấu chấm thì chúng ta sẽ đánh ở đây. Đằng sau dấu phẩy này. Rồi, sau dấu chấm chúng ta cách ra. Và chữ cái đầu tiên của cái câu tiếp theo chúng ta cũng viết hoa nha. Tức là sau dấu chấm thì chữ cái đầu tiên chúng ta viết hoa. Rồi, đây chúng ta sẽ ghi tiếp là ở mỗi thời điểm trong năm đến miền Tây du khách. Rồi mỗi ship M để lấy chữ M viết hoa, phím O hai lần, I dấu ngả, phím X, cách, thời, T H O I, với kẹp lấy dấu ơ, dấu huyền, phím F, điểm, giờ hai lần, I, phím E hai lần để lấy chữ E, M dấu hỏi là chữ R. Rồi trong năm, trong là T R, này chúng ta xóa đi nha. R này, O, N, G, cách, 5, N, A, M, cái kẹp để lấy dụng, A này. Mỗi thời điểm trong năm đến miền Tây, du khách sẽ được. Rồi, đến, G hai lần, E hai lần, N, số sắc, phím S, cách, miền Tây, M, I, phím E hai lần, chữ N, số huyền, phím F. Rồi, chúng ta cách ra, Tây, T, phím A hai lần. Y, cách, du khách, G, U này, cách, khách, K, H, A, C, H, dấu sắc, phím S. Rồi chúng ta cách ra. Sẽ được chiêm ngưỡng tính mùa đặc biệt. Rồi chúng ta ghi tiếp nhé. Sẽ, S, E này, dấu ngả, phím X này. Rồi cách được, G hai lần, U, O, C, chữ V kép, dấu nàng là phím G. Ở đây các bạn lưu ý là chúng ta sẽ bấm vào chữ viết kép này thì Word nó sẽ hiểu được là chúng ta đã viết dấu ơ cả hai từ U và O luôn cho nhanh nhé. Tức là chúng ta sẽ gõ chữ U và chữ O xong thì bấm vào chữ viết kép này thì Word nó sẽ tự động lấy cả ư và o ơ luôn, cả hai từ luôn. Đó, dấu nặng chúng ta bấm vào phím gì. Rồi, sẽ được chiêm ngưỡng tính mùa đặc biệt. Rồi, chúng ta cách ra nha. Chiêm ngưỡng, chiêm, C-H-I, phím E hai lần. M, cách, ngưỡng, N, G, U, O, N, G, với kép để lấy chữ ơ, dấu ngả là phím X. Rồi, chiêm ngưỡng, tính mùa đặc biệt. Rồi, tính, I, N, H, dấu sắc là phím S. Rồi, cách. Ở đây có cái chữ mùa các bạn này, chữ mùa này thì chúng ta có dấu mở ngoặc và đóng ngoặc này. Đó, thì chúng ta cứ viết bình thường nha. Ở đây chúng ta sẽ có cái dấu mở ngoặc thì các bạn sẽ bấm phím Shift này. Rồi, bấm vào cái phím có dấu ở ngoặc ở phía trên ở đây. Đó. Cái phím trước, phím Enter nhé. Bấm vào đây. Đó. Tạm thời chúng ta ghi như vậy nhé. Rồi mùa. M-U-A. Dấu huyền là phím F này. Rồi tiếp theo chúng ta đóng ngoặc. Thì bấm vào phím Shift lần nữa. Rồi phím đóng ngoặc là phím này luôn. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có cái chữ là chiêm ngưỡng tính mùa. Rồi. Đặc biệt và rõ rệt. Chúng ta ghi tiếp nha. Chúng ta cách ra nhé, đặt giờ hai lần này, A, C, với kép để lấy dấu A này, dấu nặng là phím G này. Rồi cách biệt, B, I, phím E hai lần, T, dấu nặng phím G. Và rõ rệt hơn. Và V, A, dấu huyền, phím F này. Rõ, R, O, số ngả, phím X này. Cách rệt, R, phím E hai lần, T, dấu nặng phím G. Rồi hơn, H, O, N, với kép để lấy dấu Ơ này. So với các vùng
miền Bắc. Rồi, chúng ta ghi tiếp nha. So so này, rồi cách này với này. Voi và với kép để lấy chỗ ơ, chỗ sắc là phím S này. So với các vùng miền khác, các đúng không? CAC sắc S này, vùng VUNG dấu huyền phím F này, miền khác MI phím E hai lần, N dấu huyền là phím F, rồi chúng ta cách ra. Rồi khác là KHAC dấu sắc là phím S. Rồi đến đây chúng ta đã gõ xong cái đoạn rồi các bạn nhé. Đó thì cái dấu cuối cùng ở đây chúng ta sẽ đánh dấu chấm ở đây nhá, chấm ở vị trí này luôn, dấu chấm ở đây. Đó, như vậy là mình đã gõ xong cái đoạn văn này. Cái đoạn này thì chúng ta sẽ có hai câu thôi. Đó, và mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách gõ tiếng Việt có dấu cũng như là đánh các cái dấu chấm này, dấu phẩy này. Đó, cách viết hoa các chữ cái tên riêng chẳng hạn như là tên vùng miền, tên các cái tên người chẳng hạn là chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên. Thì các bạn cứ bấm cùng với phím Shift nhá. Đó, ví dụ như các bạn muốn viết chữ T viết hoa thì chúng ta sẽ dùng hai ngón tay, một ngón bấm với phím Shift, một ngón bấm với phím T thì chúng ta sẽ viết được chữ T viết hoa. Hoặc là chữ B viết hoa thì chúng ta bấm Shift B. Đó, thì chúng ta viết chữ B viết hoa nhá. Còn nếu các bạn viết bình thường thì nó sẽ chỉ viết thường thôi. Rồi, và trong quá trình các bạn sử dụng ấy thì nếu như các bạn viết sai một cái từ nào đó ấy, thì chúng ta sẽ xóa được nhá. Bằng cách là các bạn sẽ để con trỏ chuột ra đằng sau. Ví dụ như đây mình muốn xóa cái từ miền khác này chẳng hạn này. Đó, thì chúng ta sẽ để con trỏ chuột ra đằng sau. Và các bạn bấm vào cái phím back ở trên bàn phím ấy. Phím có chữ BACK nằm đằng sau phím dấu còng này. Các bạn nhìn trên bàn phím của các bạn ở cái hàng phím thứ hai nha, từ 1 đến 9 này, phím số đó. Rồi số 0 này, dấu trừ, dấu cộng này. Thì đằng sau dấu cộng này có một cái phím xóa trên gột này. Các bạn bấm vào đây này. Đó. Thì con trỏ chuột nó sẽ chạy sang bên trái và nó sẽ xóa hết. Đấy, các bạn bấm thì nó xóa càng nhiều. Và đây thì cái từ nào bị sai thì các bạn thể bấm vào cái từ đó cũng được nhá. Còn muốn quay lại thì các bạn bấm vào cái mũi tên thế này để các bạn quay lại cái thao tác ban đầu này. Đó. Đó gọi là cái phím xóa trên gột. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách soạn thảo một cái đoạn văn bản là khá đơn giản để đến gột để các bạn hình dung về cái cách gõ tiếng Việt có dấu và giúp các bạn tham khảo nhé. Rồi mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính thành công nhé. Và sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nha. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.